Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc Trên bàn mình đây chính chiếc Techno Pova 5 Một cái sản phẩm mà khiến mình ấn tượng từ cái phần vỏ hộp với hình tam giác như này Cho đến phần thiết kế mặt lưng của nó thực sự quá đẹp luôn bạn ạ Hôm nay mình sẽ nói về em này khi mà mức giá của nó sẽ chỉ có tầm là 4 triệu thôi Thậm chí nó kẹp giữa hai em đó chỉ là Pova 4 cũng như là Pova 4 Pro Em Techno Pova 5 này có điểm gì hay, có điểm gì thú vị Mời bạn đón xem nhá Mình sẽ đánh giá từ những phần như thiết kế, so pin cũng như khả năng chơi game nó như nào Mời bạn đón xem. Lưu ý một chút nha, cái phiên bản mình đang có đây là phiên bản hợp tác giữa Techno cũng như tự game Free Fire Thế nên ngay khi nhìn vào vỏ hộp vậy các bạn thấy rằng nó có một yếu tố gì đó gaming Và khi mà nhìn vào mặt lưng của mẫu máy này mình thấy rằng cũng có một yếu tố gì đó gọi là gaming nhá Thực sự mặt lưng của máy này rất là đẹp luôn Tiếc là đây chỉ là mặt lưng nhựa mà thôi Nhưng mặt lưng nhựa ấy, nó cũng đã quá nổi bật rồi bạn ạ Cụ thể chúng ta sẽ có những chi tiết nói chung là nó giả dạng như kiểu là những chi tiết kim loại ấy, Nhìn rất là bắt mắt và ấn tượng Cái mặt lưng em này mình sẽ giải chấm nó 10 điểm các bạn ạ với những phần camera cũng được làm cách điệu luôn và cái cảm giác cầm nắm của em Tecno Pova 5 này tương đối đầm nha Cụ thể trọng lượng của nó lên đến, đến 220 gram Thế nên với những bạn nữ ấy thì cầm em này nó sẽ hơi nặng một tí Nhưng với bạn nam thì mình tin rằng nó sẽ vô tư bạn ạ Và cái trải nghiệm cầm nắm này cũng giống một người anh em của nó Đó chỉ là chiếc Tecno Spark 10 Pro hôm trước mình cũng đã có làm với các bạn rồi Em này của nó cũng sẽ hao như vậy Phần viền vuông nhá đã thế phần cạnh mặt lưng cũng được làm phẳng luôn Thế nên trải nghiệm của em này ấy, nó sẽ hơi cấn một tí nếu mà bạn không đều ốp và để mình nhận xét nhá, nếu mà đặt lên bàn cân với những em nhiều Pova 4 hay Pova 4 Pro, thậm chí cả chiếc Tecno Spark 10 Pro thì mình đánh giá rằng em Tecno Prova 5 này nó đẹp hơn rất là nhiều luôn các bạn ạ. Cụ thể phần mặt lưng của nó phải nó là ấn tượng và cá nhân mình thấy thì chiếc Tecno Pova 5 này nó như một sự tổng hòa giữa hai chiếc Tecno Pova 4 cũng như chiếc Tecno Pova 4 Pro. Cụ thể phần màn hình của em này nhá, chúng ta vẫn sẽ có cái đục lỗ ở đây. Tuy nhiên tần số quét của nó sẽ lên đến 120 Hz, nhưng mà đáng tiếc một điều, màn hình em này sẽ chỉ là màn hình IPS LCD tương tự như chiếc Tecno Pova 4 mà thôi. Nhưng bù lại một cái, đó trên màn hình này ấy, chúng ta sẽ có độ phân giải đó chính là Full HD tương tự như chiếc Tecno Pova 4 Pro. Đấy là một cái hơn nếu mà so sánh về chiếc Tecno Pova 4. Và kích thước màn hình em này nếu mà so sánh lại những người anh em của nó Pro 4, Pro 4 Pro ấy nó sẽ nhỏ hơn một tí các bạn nhá. Cụ thể kích thước màn hình chúng ta có đây ấy sẽ là 6,78 inch. Nếu mà so sánh lại đời trước thì nó sẽ là 6,82 inch. Và với một sản phẩm giá rẻ như này, chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận một số điều, ví dụ như phần viền dưới của nó sẽ hơi dày một tí. Tiếp theo đó chính là khi chúng ta tập trung vào những phần viền nhá, các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hơi bị ám sám một tí. Đây là một điều thường xuyên gặp phải ở những sản phẩm với dụng màn hình LCD ở phân khúc giá rẻ và một cái yếu tố nữa đó chị em này độ sáng của nó sẽ chỉ dừng lại ở mức 580 nits mà thôi thế nên nếu bạn chơi game ngoài trời quá lâu ấy nó giảm độ sáng màn hình cũng như là việc chúng ta dành năng cắt ấy thì nó sẽ hơi khó nhìn nhưng bù lại em này vẫn sẽ có những yếu tố ví dụ như ở đây nhá chuẩn wifi l 1 em này chúng ta vẫn có thể xem netflix với độ phân giải là full hd một yếu tố nữa đó chính là việc các bạn có loa kép luôn Em này thì về cơ bản đầy đủ yếu tố từ màn hình tần số quét cao, Wi-Fi L1, kích thước lớn, sau đó màn hình đủ lỗ. Cá nhân mình giá thì em này là một cái em màn hình trải nghiệm tương đối ổn nhá. Nếu mà so giá em này sẽ chỉ kém những sản phẩm như Redmi Note 12 mà thôi các bạn ạ. Nhưng để mà cải giá do không sử dụng màn hình AMOLED thành ra nó sẽ tiết kiệm đồng khoản chi phí để đầu tư vào những cái yếu tố khác. Ví dụ như em này vẫn sẽ có loa kép, đây là một yếu tố mà chiếc Redmi Note 12 không có. Và cái yếu tố thứ hai các bạn nhận được từ việc cắt giảm một cái màn hình AMOLED xuống IPS LCD đó chính là việc em này chúng ta sẽ có một cái cấu hình tương đối ổn nhá trong tầm 4 triệu khi mà ở đây các bạn sẽ có chip đó kìa Helio G99 tiếp theo các bạn sẽ có 8GB RAM cũng như là việc chúng ta có bố trong 128GB mà mức giá của nó sẽ chỉ khoảng tầm 4 triệu là thôi đây là cái mức giá mình thấy rằng tương đối ổn nhá còn nếu bạn muốn lên bản 256 ấy, thì chúng ta sẽ bỏ thêm cỡ khoảng tầm 500 nghìn nữa là lên được bản sáu rồi nói chung với tầm tiền 4 củ ấy thì đây thực sự là một cấu hình rất là ngon để bạn có thể chiến game luôn mình đã test ba tựa game đây gồm có tốc chiến này liên quân pubg Mobile và bạn thể nhìn vào cái biểu đồ của iPad mình đã chèn ở đây nhá Cụ thể thì với những tựa game này ấy, nó chiến rất là ngon Tất nhiên là nó cũng sẽ có những hạn chế nhất định Ví dụ như đây, với PUBG ấy, mình sẽ chỉ chơi mức đó chỉ là mượt và 40 mà thôi Còn với Liên Quân cũng nhờ với tốc chiến ấy, thì mình vẫn chơi mức 60 một cách ngon lành và một cái yếu tố nữa đó chính là về phần nhiệt độ ấy thì nó sẽ chỉ loanh quanh cứ khoảng tầm là 35 đến 36 độ C mà thôi, không hề nóng mà ạ, chơi cảm giác rất là mát mẻ. Ấy. Thế nên để nói em Techno Pova 5 này trong tầm 4 củ nhá Tất nhiên không tính đến flagship ấy Thì đây vẫn là một cái mẫu máy nó cho trải nghiệm chơi game tốt Và nếu mà bạn nào muốn mua cũng nhờ muốn đặt trước em này ấy, Chúng ta có thể tham khảo tại Cellphone s nhá Em này thì mình mượn tại Cellphone s Và bên đó cũng sắp về hàng em Techno Pova 5 này rồi Bạn nào mà quan tâm ấy Bấm vào cái đường link bên dưới Chúng ta sẽ bấm nút quan tâm cái Có hàng cái các bạn sẽ nhận được thông báo luôn Nói thêm một chút về mặt phần mềm nhé Em này hiện tại đang chạy đó trên iOS V13 Cũng như là dựa trên nền Android 13 luôn Cá nhân mình giá nếu mà so sánh em này với cả em Techno Spark 10 Pro hôm trước ấy Thì em này nó cho những trải nghiệm mượn mà hơn Trước đó thì mình rằng phiên bản V12.6 nó hơi giật giật một tí nhưng khi mà update xong lên phiên bản V13 cảm giác rằng nó mượt hơn đáng kể nhá cụ thể những animation của mình khi mà mình vuốt chạm ấy nó đã trở về đúng cái giá trị mà trước đây mình đã từng trải nghiệm trên những sản phẩm khác nhiều Tecno Pro 3 rồi nói chung nếu mà bạn nào chưa lên V13 thì bạn lên ngay nhá bởi vì trải nghiệm của nó mình đang rất ổn luôn những cái thao tác của mình nói chung là ok các bạn ạ thoải mái với một cái mẫu máy tầm giá 4 triệu mình đánh giá như này là mượt và một cái mình thích ở Tecno Pro 5 nữa đó chính là em này là phiên bản hợp tác mẹ Free Fire và cá nhân mình thấy thì đây là một trong những số những nhà sản xuất hiếm hoi nhá ở tầm giá 4 củ thôi tuy nhiên họ cũng tùy biến cái giao diện những cái icon nó rất là game minh luôn từ cái phần hình nền này sau đó những cái thao tác những cái biểu tượng icon đều được bo một cách nói chung là rất giống game với cá nhân mình đánh giá thì đây là một trải nghiệm tương đối là ổn khi mà chúng ta xét vào một cái phiên bản hợp tác với một tựa game nó có sự thay đổi về giao diện có sự thay đổi vỏ hộp không như kiểu một số cái mẫu máy khác còn bây giờ chúng ta sẽ nói đến một yếu tố khác đó chính là cụm camera em này thì chúng ta sẽ có cụm camera sau với hai ống kính đây một ống kính với độ phân giải 50 pixel còn ống kính còn lại nói chung là ống kính deep với độ phân giải 0.08 pixel, phải nói là độ phân giải siêu nhỏ mà cá nhân mình ấy, thì chắc chắn là mình không cần camera rồi mà mình sẽ tập trung với camera chính và công nhận một điều camera chính này làm ngon quá nhá như bạn thấy những bảnh chụp đêm của mình nhá nó khác biệt hoàn toàn nếu mà so sánh với những ảnh không chụp đêm luôn cụ thể những cái phần như kiểu chi tiết làm ngon hơn này màu sắc và tên vào đó là những yếu tố liên quan đến phần xử lý ánh sáng ấy. nó cũng làm ngon lành cảnh đào và thực sự thì mình thấy rằng những cái mẫu máy techno thời gian gần đây ấy, họ có cụm camera làm tương đối ổn nhá nhất là về khả năng chụp đêm luôn làm rõ ràng nếu mà so sánh là chế độ không chụp đêm Vậy nên để nói nếu bạn chụp trong điều kiện thiếu sáng các bạn cứ bật chế độ chụp đêm lên cho mình nhá. Thứ nhất đó là ảnh chi tiết hơn, thứ hai xử lý ánh sáng tốt hơn và thứ ba đó là noise cũng giảm hẳn nếu mà so sánh là không chụp đêm. Còn nói về pin ấy, thì em này kế thừa được những cái điểm mạnh từ chiếc Techno Pova 4 Pro nhá. Thứ nhất đó chỉ là viên pin 6000 mAh mà mình nghĩ rằng nếu bạn dùng với nhu cầu bình thường ấy chắc cả ngày mới hết luôn. Em này thì là màn hình IPS LCD tần số quét 120 Hz, thành ra nó sẽ hơi tốn pin hơn một tí nếu mà so sánh ở chiếc Techno Pova 4 Pro. Tuy nhiên thì mình đánh giá đây vẫn là một viên pin cực kỳ là trâu luôn bạn ạ. Và em này cũng sẽ có sạc nhanh 45W nhá, hơn hẳn nếu mà so sánh với em Techno Pova 4 luôn. Sạc của nó sẽ chỉ là 18W mà thôi. Em này sạc 45W luôn và chúng ta sẽ mất khoảng tầm là một để đẩy viên pin này. Từ nãy đến giờ các bạn thấy mình khi ăn tương đối nhiều với em Techno Pova 5 này đúng không? Tuy nhiên em này vẫn sẽ có những điểm yếu nhá. Thứ nhất, đó trên phần mặt lưng này sẽ là mặt lưng nhựa. Nếu bạn không ốp vào chỉ sau một thời gian ngắn thôi nó sẽ bị xước và lúc đó thì nó cực kỳ là tệ luôn. Cho nên mình có những lời khuyên dành cho bạn nhá. Thứ nhất, đó chỉ là chúng ta với cái mặt lưng này các bạn sẽ dán PVF hoặc dán mờ vào. Nói chung là chúng ta sẽ đảm bảo được yếu tố đẹp của nó hoặc là chúng ta đeo ốp vào nó sẽ ok hơn chứ đừng có để trần nhá, để trần nó xước nhìn xấu lắm. Cái yếu tố thứ hai mình cảm nhận được đó chỉ là cùng một vị trí thì em này bắt wifi nếu mà so sánh với những sản phẩm mình đã từng trải nghiệm trước đây trong tầm giá cỡ khoảng tầm 5 triệu ấy nó không thực sự là khỏe các bạn ạ. Wi-Fi của em này nó sẽ chỉ, chỉ thực sự bắt tốt nhất ở những môi trường mà chúng ta không bị khốt quá nhiều thôi. Còn nếu mà gặp môi trường như kiểu chúng ta gặp bức tường chắn ấy thì em này nếu mà so sánh với những em Xiaomi khả năng bắt Wi-Fi của nó mình thấy rằng nó sẽ yếu hơn một tí. Và dĩ nhiên không thể nào không kể đến đó chỉ là kích thước em này rất lớn. Với những bạn nào mà tay nó nhỏ hoặc là những bạn nào mà tay nữ ấy thì mình nghĩ rằng em này sẽ không thực sự là phù hợp nha. Kích thước của em này quá lớn luôn, phù hợp với những bạn nam thôi. Còn với những bạn nữ ấy thì thôi, chắc là chúng ta bỏ sang mẫu máy khác. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn về em Techno Pova 5 này, một cái sản phẩm mà ngay mức giá của nó nhá nằm giữa Tecno Pova 4 cũng như Tecno Pova 4 Pro trong khi đó chúng ta lại có những điểm mạnh của chiếc Tecno Pova 4 Pro ví dụ như là pin này sạc nhanh vân vân điểm khác đó chính là camera của nó vẫn rất là ngon nhá và nếu bạn nào đã quan tâm em này chúng ta muốn đăng ký thông tin để đặt trước ấy thì các bạn có thể xem đường link ở bên dưới phần mô tả ở xe vs hiện tại sắp tới em này cũng sẽ về máy nhá bạn nào muốn mua ấy, thì link mình sẽ để bên dưới để bạn tham khảo còn bây giờ xin chào và lại các bạn trong tôi lần sau nhấn like và subscribe không ngọng nhá bye bye